vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta đến kênh YouTube ZVT và hôm nay Suyết chia sẻ chúng ta cái câu hỏi đó là 4.000 giờ xem YouTube được tính như thế nào? Bởi vì gần đây, giống như anh chị các bạn đang nhìn trên màn hình, một bạn có gửi về cho Duy một cái vấn đề. Đó là cái số giờ xem trong 365 ngày của bạn ấy là hơn 8.000 giờ xem. Nhưng số giờ xem công khai để có thể cập nhật vào trong cái quá trình tham gia chương trình bật kiếm tiền ở YouTube của bạn ấy chỉ hơn 6.000 giờ đặt ra một cái câu chuyện là số giờ xem còn lại nó ở đâu và 4.000 giờ xem khi tham gia vào chương trình đối tác bật kiếm tiền của YouTube sẽ như thế nào và đó là cái vấn đề nội dung hôm nay mà duy nghĩ rằng rất là nhiều bạn cũng cùng chung một câu hỏi này và muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể hiểu ra cái vấn đề khi tham gia vào chương trình bật kiếm tiền trên YouTube. Và vâng thì cụ thể các bạn đang nhìn trên màn hình đây Để có thể giải quyết cho 4.000 giờ xem tính như thế nào Thì ngay một cái vấn đề, một câu hỏi đó là Giờ xem công khai hợp lệ nghĩa là gì Nó sẽ giải quyết cho cái điều đó Và từ đó các bạn có thể hiểu như sau Đó là không phải giờ xem nào cũng được tính vào hướng tham gia chương trình đối tác của Youtube Và đây chính là cái lý do tại sao 8.000 giờ xem của bạn này Thì chỉ có tổng có hơn 6.000 Thế thì có các giờ xem còn lại nó nằm ở đâu Bởi vì các bạn thấy là gì các cái nội dung mà video tính giờ xem ấy, đó là những video chúng ta đặt ở chế độ đó là chế độ công khai. Nhưng một sự thật chế độ công khai không phải video nào cũng được tính giờ xem bởi vì như thế nào thì câu trả lời cũng ngay bên dưới đây. Đó là các dạng video không được tính vào cái ngưỡng tính 4.000 giờ xem đó là các dạng video riêng tư, các dạng video không công khai, các dạng video đã xóa, các dạng video các bạn chạy chiến dịch quảng cáo, các dạng video các bạn phát trên kệ câu chuyện và video ngắn hay các sự kiện trực tiếp không công khai, bị xóa hoặc không chuyển đổi thành video theo yêu cầu. Và đây là những cái dạng mà video khi các bạn nằm trong mục này, tức là các bạn không được tính giờ xem. Vậy nên từ đó các bạn có thể thấy cái vấn đề của bạn đặt ra câu hỏi này đó là những cái nội dung mà giờ xem còn lại thì nó nằm trong những cái mục mà video riêng tư, không công khai, video đã xóa, chiến dịch chạy quảng cáo hay kệ câu chuyện, hay video ngắn, hay sự kiện trực tiếp không công khai. Và đây là cái điều mà từ đó các bạn thấy là gì? Trong cái việc chúng ta đi kiếm 4.000 giờ xem hợp lệ để có thể bật kiếm tiền trên YouTube, thì các bạn nhớ rằng là số giờ xem đấy phải đặt trên các chế độ video công khai và không vi phạm các yếu tố bên dưới này, thì 4.000 giờ xem của các bạn sẽ được cộng, chuẩn và đúng để cho các bạn có thể bật kiếm tiền trên YouTube một cách dễ dàng. Và trên đó là cái nội dung mà Duy Mạc Tê muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết rất ngắn gọn và xúc tích. Hy vọng rằng chúng ta đã biết rằng kiếm 4.000 giờ xem cần lưu ý những điều gì. Và nếu như nội dung video hay hữu ích đừng quên nhấn share chia sẻ nội dung video này cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết tới cái kiến thức giống như bạn.